Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh 7 News. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin. Thấy cảnh ô tô cản đường xe ưu tiên bị quất gãy gương, tài xế có phát ngôn bị ném đá. Mới đây trên một hội nhóm về tin giao thông đã chia sẻ đoạn clip ghi vào ngày 21 tháng 7 Nội dung quay lại cảnh chiếc hatchback màu xám vẫn không chịu chuyển làn. Nhường đường, dù từ đằng xa xe của lực lượng cảnh sát đang trên đường thực thi nhiệm vụ đã mở đèn báo và liên tục nhấn còi ra hiệu và cái kết cho sự cứng đầu của tài xế xe hatchback là khi xe ưu tiên vượt mặt, một cây gậy bắt thần ở ghế phó lái đưa ra và đập mạnh vào một bên gương chiếu hậu của ô tô, vi phạm cản trở người thi hành công vụ. Tuy nhiên, điều khiến phần bình luận bên dưới đoạn video bùng nổ là vì những phát ngôn của nhóm người ngồi trong xe ô tô gắn camera đi sau. Cụ thể khi chứng kiến chiến sĩ ở ghế phó lái đập gãy gương chiếu hậu của ô tô hatchback, nhóm người có cả nam lẫn nữ này đã tỏ ra kinh ngạc và thể hiện thái độ bức xúc và đỉnh điểm là khi một người phụ nữ hỏi được phép à thì tài xế ô tô gắn camera lập tức trả lời với dòng điều chắc nịch không được phép và thế là bên dưới video đa số đều là những bình luận như ông nội mua bằng mà trả lời như thiệt cho ông lên đồn nộp phạt tước bằng lái luôn chứ ở đó mà không được phép không dùng gương chiếu hậu thì bỏ còn ông nói không được phép thì coi chừng mai có giấy triệu tập bây giờ Xôn xao clip người đàn ông trọc đầu, mặc pháp phục xuất hiện trong quán nhậu Ngày 23 tháng 7, mạng xã hội xôn xao clip và thông tin vụ người đàn ông trọc đầu, mặc pháp phục, cười, vẫy tay trong quán nhậu. Theo các clip được chia sẻ, người đàn ông này liên tục được người khác quay phim, chụp hình, chào đón nồng nhiệt. Đồng thời người này cũng vẫy tay, vỗ tay, cười, trả lời. Sau đó là hình ảnh ông ta tại cơ quan công an. Theo xác minh, người đàn ông này tên là Nguyễn Minh Phúc, quê huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tên trên mạng xã hội là Thích Tâm Phúc. Đây là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với các video ăn thịt và phát ngôn gây tranh cãi. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra một quán nhậu sân vườn trên Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này có gần 400 khách trong quán, có ông Phúc. Thời điểm trên, ông Phúc còn được một người bạn dự mời sinh nhật, nhưng ông chỉ uống nước suối, không dùng đồ có cồn. Công an sau đó tiến hành kiểm tra test nhanh đối với nhiều người nghi sử dụng chất kích thích và đưa hàng chục người về trụ sở. Ông Phúc âm tính với chất kích thích nên đã ra về sau đó. Vụ án chuyến bay giải cứu, các bị cáo đã nộp khắc phục bao nhiêu tiền? Dự kiến chiều ngày 28 tháng 7, Hội đồng xét xử thành phố Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trước đó, trong 13 ngày xét hỏi và luận tội, Hội đồng xét xử cơ bản đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo đối với nhóm nhận hối lộ viện kiểm sát đánh giá họ đã bất chấp tất cả biến nhu cầu về sự an toàn của người dân thành cơ hội kiếm tiền cho bản thân theo đó nhóm này nhũng nhiễu gây khó khăn tạo ra cơ chế xin cho buộc đại diện các doanh nghiệp phải đưa chi phí bôi trơn để được cấp phép các chuyến bay giải cứu do đó cần phải có hình thức nghiêm khắc tuy nhiên viện kiểm sát cũng cho rằng cần xem xét thời điểm dịch bệnh đang diễn ra việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước nhanh và phức tạp mà không có quy định rõ ràng về trình tự thủ tục đây cũng là nguyên nhân sơ hở để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Một số bị cáo không chủ động yêu cầu đưa tiền nhưng do không tránh được cám dỗ, viện kiểm sát nêu và đề nghị hội đồng xét xử căn cứ vào tinh thần tích cực khắc phục hậu quả của một số bị cáo để cân nhắc khi lượng hình. Theo viện kiểm sát, 54 bị cáo trong vụ án đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,5 triệu đô la Mỹ, riêng nhóm bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại gần 90 tỷ đồng. Ô tô bán tải cháy rụi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Chiều 23 tháng 7, thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đội 2, cục cảnh sát giao thông cho biết, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một xe bán tải bị thiêu rụi. Cụ thể, khoảng 12h30 cùng ngày, ô tô bán tải do ba du khách người nước ngoài điều khiển đi trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng về Hà Nội đến km 52-400 thuộc địa phận huyện Gia Lộc-Hải Dương thì ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, ô tô bán tải đã được đổ gọn vào làn dừng đường khẩn cấp trên cao tốc. Các hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, đội 2 đã cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Hải Dương chữa cháy và phân luồng giao thông. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, ô tô bán tải đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cơ trưởng tắt nhầm động cơ giữa không trung, máy bay nhận kết cục đáng buồn. Sự việc xảy ra khi chiếc máy bay ATR-72600 kết thúc chuyến bay kéo dài vài phút dưới lòng sông Cơ Long ở Đài Loan. Chuyến bay GE-235 dự định cất cánh vào ngày 4 tháng 2 năm 2015 từ sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, chở theo 53 hành khách đến Kim Môn. Phi hành đoàn bao gồm 3 phi công và 2 tiếp viên. Trong chuyến bay này, cơ trưởng Liễu Kiến Tông, 42 tuổi, lại là người non kinh nghiệm nhất ngồi ghế phụ buồn lái là kỹ sư kỹ thuật Lưu Tử Trung, 63 tuổi. Báo cáo cuối cùng về vụ rơi máy bay được công bố vào năm 2016. Nội dung báo cáo cho thấy, chưa đầy một phút sau khi cất cánh, máy bay đặt độ cao khoảng 365 mét thì chuông cảnh báo vang lên. Màn hình hiển thị rằng động cơ số 2 bên phải của máy bay đã gặp trục trặc. Cơ trưởng đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình, đó là tắt động cơ số 1, thứ đã giúp máy bay cầm cự từ lúc xảy ra sự cố. Khi mất hoàn toàn hai động cơ, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc máy bay cứ thế lao về khu dân cư đông đúc phía dưới. Chiếc máy bay này sượt qua giữa các tòa nhà. Cánh máy bay va quệt với một chiếc taxi và lan can trên cầu vượt rồi lao xuống sông. Điều kỳ diệu là hai người trên trong chiếc taxi đã may mắn sống sót. Mặc dù các đội cứu hộ đến hiện trường chỉ trong vòng vài phút nhưng thiệt hại thì quá lớn. Sau cùng, 43 người trên chuyến bay đã thiệt mạng. Toàn bộ 3 phi công đều không qua khỏi. Chỉ có 15 người sống sót, trong đó phi hành đoàn còn một nữ tiếp viên. Kim Thanh lá chắn thép cản phá thành công quả penalty của đội tuyển Mỹ Tại trận đấu đầu tiên ở World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng và chỉ chịu thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ trong đó thủ môn trần thị kim thanh được coi là người thi đấu xuất sắc nhất với tình huống cản phá thành công cú xuất phạt 11m của tiền đạo lần danh alex morgan kim thanh sinh năm 1993 ở long an hiện thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố hồ chí minh do gia đình khó khăn cuộc sống tuổi thơ của cô chỉ có đi học và ra đồng ruộng phụ giúp bố mẹ kim thanh bén duyên với môn thể thao vua khá muộn Năm 2008, khi nữ thủ môn 15 tuổi, cô lên thành phố Hồ Chí Minh theo học bóng đá với mong muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến năm 21 tuổi, Kim Thanh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Năm 2018, Kim Thanh trở thành thủ môn chính trong đội hình tuyển nữ sau khi Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ và theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên. Từ đó, nữ cầu thủ sinh năm 1993 có biệt danh là Lá Trắng Thép của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo lời khen ngợi của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Kim Thanh được nhắc đến là người nhận được sự tin tưởng với nhiều lần cứu thua và cản phá một quả phạt đền. Sau trận đấu đầu tiên ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 1 tỷ đồng, 800 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và 100 triệu đồng của một ủy viên ban chấp hành VFF. Truy tìm tung tích thi thể nạn nhân đang phân hủy trên đồi cây. Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, Gần đây, Công an huyện Văn Bàn tiếp nhận thông tin từ người dân phát hiện một bộ hài cốt trên đồi cây thuộc thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đang trong giai đoạn phân hủy mục nát. Quá trình khám nghiệm xác định nạn nhân là nam giới, có sử dụng và mang theo các vật dụng sau. Một chiếc áo khoác có ghi chữ d i n g q i v k a n g i mặt ngoài màu xanh thang, mặt trong kẻ caro màu trắng đỏ tím, đã cũ, một chiếc áo thu đông cổ tròn dài tay đã cũ, mặt ngoài màu trắng, phía trước ngực có kẻ sọc ngang màu đen, ngực áo có chữ Lascoste màu đen, một chiếc áo lót cổ tròn đã cũ, một chiếc quần nỉ đã cũ, mục nát nhiều vị trí, loại quần cặp chun màu xám. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thông báo đặc điểm trang phục sử dụng và vật dụng mang theo của nạn nhân đến cơ quan các đơn vị, địa phương và người dân. Nếu phát hiện thông tin liên quan đến hài cốt nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Giáo viên sinh con thứ ba, hiệu trưởng bị vạ lây Ngày 23 tháng 7, một hiệu trưởng trường phụ thông công tác tại Nghệ An cho biết tôi mới chuyển công tác đến một trường khác theo quyết định điều động của cấp trên khi tôi làm hiệu trưởng trường cũ nhiều năm không có giáo viên sinh con thứ ba nhưng khi tôi đến trường mới thì có một giáo viên sinh con thứ ba gần một năm trước đó theo quy định giáo viên sinh con thứ ba sau một năm mới tiến hành kỷ luật lúc tôi về trường thì quy trình kỷ luật đã thực hiện gần xong tôi chỉ ký vào quyết định kỷ luật tuy nhiên cá nhân tôi vẫn bị cấp trên xử lý trách nhiệm liên đới bằng cách cắt toàn bộ kết quả thi đua trong năm học đó mặc dù tôi hoàn toàn không có lỗi hiệu trưởng nói trên phản nàn. Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một số địa phương không áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên sinh con thứ ba. Tuy nhiên, có một số địa phương vẫn kỷ luật, đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới đối với hiệu trưởng và tập thể nhà trường, không được xét danh hiệu thi đua cuối năm. Được biết, sau khi báo chí có nhiều bài báo phản ánh về việc xử lý giáo viên sinh con thứ ba là không đảm bảo tính pháp lý và không nhân văn, một số địa phương đã có động thái nghiên cứu, rà soát, kiểm tra lại căn cứ pháp lý về việc xử lý nó trên. Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình, thủ tướng Netanyahu bất ngờ phải phẫu thuật tim. Khi thông báo về việc thủ tướng nhập viện, văn phòng của ông Netanyahu nói rằng ông sẽ được tiêm thuốc an thần và bộ trưởng tư pháp Ya'ir Levin sẽ thay thế ông trong khi ông phẫu thuật. Trong một tuyên bố video ngắn trước khi vào ca mổ, ông Netanyahu cho biết ông cảm thấy rất tuyệt vời và dự định thúc đẩy cuộc cải cách tư pháp ngay khi ra viện. Ông Netanyahu phải nhập viện tại Sheba một tuần trước vì tình trạng được mô tả là mất nước. Ông có lịch trình làm việc dày đặc nhưng văn phòng của ông trước đó cho biết sức khỏe của ông rất tốt. Song việc bất ngờ phải đặt máy tạo nhịp tim cho thấy các vấn đề sức khỏe của ông nghiêm trọng hơn so với việc chỉ mất nước và chóng mặt đau đầu. Tối ngày 22 tháng 7, khi ông Netanyahu phát biểu trước ca phẫu thuật, hàng trăm nghìn người đã xuống đường trên khắp Israel. Hàng nghìn người tuần hành vào Jerusalem và cắm trại gần Knesset hay quốc hội. Biểu tình diễn ra trước cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ngày 24 tháng 7 để thông qua một phần quan trọng của kế hoạch sửa đổi. Ông Netanyahu và các đồng minh cực hữu của ông đã công bố kế hoạch sửa đổi tư pháp hồi tháng 1, vài ngày sau khi nhậm chức họ cho rằng kế hoạch này là cần thiết để hạn chế những gì họ nói là quyền hạn quá mức của các thẩm phán không được bầu những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này sẽ phá hủy hệ thống kiểm tra và cân bằng của đất nước và đưa đất nước vào con đường hướng tới sự cai trị độc tài tổng thống hoa kỳ joe biden đã thúc giục ông netanyahu tạm dừng kế hoạch và tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo